Xin chào toàn thể anh em, mình xin giới thiệu đến anh em những cái mẫu sản phẩm của mình tuyển chọn đẹp xuất sắc anh em ạ. Anh em vào xem có mua được những cái mẫu sản phẩm nào không, giá từ 4 triệu rưỡi trở lên anh em nhé. Anh em nào đúng chân thì alo cho mình, anh em đến với kênh của mình thì cho mình xin một nút đăng ký kênh, anh em nào đăng ký rồi thì cho mình xin một nút like để giúp mình có cái động lực ra những clip hay, video hay để gửi tới anh em nhé. Trước tiên là anh em nhìn thấy con âm ly ở dưới là con âm ly Lucman, có model là L309. Đây là một con âm ly mình mua đấu giá tại Nhật về anh em nhé. Cái số sơ di máy này trùng với cái số đường link đấu giá ở bên Nhật về. Anh em nào thiện chí thì alo cho mình. Đây là một con âm ly rất đẹp anh em. Anh em nhìn tất cả các lúm nút và mặt phay nhôm của nó. Con này là của nó là một mặt màu vàng gold đấy anh em. Đấy nó vẫn còn cánh gôn ấy. Đẹp lắm anh em ạ. Con này chạy hoạt động hoàn hảo, mình có bản test trên kênh rồi. Nó chạy là 4 con sò sắt Toshiba chữ đỏ anh em nhé. Và ngoài ra nó còn 4 con sò kích sắt nữa. Tụ và nguồn của nó là cực kỳ là cao cấp của hãng Lucman. Chất âm của Lucman thì anh em không thể lẫn vào đâu được. Đẹp xuất sắc. Giá mình đang bán là 15 triệu bao ship toàn quốc cho anh em nhé. Một con máy đấu giá từ Nhật về, trùng với cái đường link đấu giá ở bên Nhật anh em nhé. Tiếp bên trên nữa, anh em nhìn thấy đây là một con CD có model là T04 của Peeler. Con này của nó là mặt màu vàng chanh, cũng đẹp anh em nhé. Chất âm của CD Peeler thì anh em biết rồi. Con này giá mình đang để cho anh em là 4 triệu rưỡi. Anh em thiện chí sản phẩm nào kết nối alo trực tiếp đến với mình. Rất đẹp anh em nhé. Toàn hàng tuyển chọn đẹp xuất sắc cho anh em. Anh em đến với kênh của mình thì anh em đều đã biết. Và tiếp sang bên này nữa. Đây là một con CD nữa anh em ạ. Của Đờ Lông. Con này là mặt màu vàng gôn. Con này cũng đẹp anh em ạ. Cũng mua đấu giá từ Nhật về. Con này có model là 1650AZ. Anh em đến với kênh của mình thì anh em đều biết là hàng của mình là toàn mặt hàng tuyển chọn, hoạt động hoàn hảo, đẹp xuất sắc. Anh em nhìn tất cả các chân chén của nó này, rất đẹp. Con này thì nó có cả khiển đó anh em nhé. Và có một cọng dây nguồn bãi luôn. Và nó còn cả catalog anh em nhé. Đây là catalog của nó này. Đây, catalog này thì nó cũng nó đi theo máy về này anh em này, 1650AZ. Tất cả là đẹp xuất sắc, nguyên bản nguyên zin, hoạt động hoàn hảo mọi chức năng. Con Đờ Lông CD Đờ Lông 1650AZ này mình đang bán cho anh em là 8 triệu rưỡi. Toàn hàng tuyển chọn. Và con âm ly 309 mình đang bán cho anh em là 15 triệu bao ship toàn quốc tận nhà cho anh em. Và một con CD của Peeler T04 mình đang bán là 4 triệu rưỡi. Anh em thích sản phẩm nào thì alo cho mình nhé. Đến với kênh của mình thì cho mình xin một nút đăng ký kênh. Xin chào tạm biệt anh em.